Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình. Chúng ta đang đứng ở trong cái phòng thiên nhiên khảo cổ. Thì video trước thì chúng ta đã xem rồi. Trong video này chúng ta sẽ đi tiếp nha. Thì có nhiều bạn trẻ vô đây chụp hình lắm. Cái này là bán đồ và lưu niệm. Bạn có thể mình tới đây mình chụp hình hạch cưới cũng được. Có những cái không gian rất là cổ. Đây là phòng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Đây là chúng ta thấy là đây có cái lưu động. Rồi đây là chân đèn quy hạt. Cái này là cái nồi đồng. Rồi. Đây là cái chuông. Chuông chùa. Lọ hoa hả? Mình thấy ghi chỗ này là lọ hoa phải không ta? Đây là cái bàn ủi nè. Bàn ủi thì để xài cái bàn ủi này thì mình đốt than á, mà đốt than mình bỏ vô đây xong mình ủi đồ. Và cầm cái tay cầm ở bằng đẩy. Mà là đục. Đây là cái đục này. Rồi dũa, rồi cây quét sáp. Đây là những cái bộ lư đồng. Đây là gáo múc đồng nè. Nó có cái cây dài nè, tức là người ta nấu đồng chảy ra rồi dùng cái cây này múc. Múc rồi chế vô khuôn. Múc rồi mình chế vô. Đây là chảo nấu sáp. Nồi nấu đồng, cái nồi này để nấu đồng nha. Đây. Nồi này ta đốt lên, bỏ đồng vô đây nấu chảy ra. Người ta chế vô khuôn. Đây người ta có giới thiệu nè. Để mình đọc cho các bạn nghe nha. Nghề đốt đồng thì từ thời cổ đại, đồ đồng cách nay khoảng 3.500 năm, nghề đúc đồng ở Việt Nam đã phát triển. Quá trình khai phá vùng đất Sài Gòn Gia Định cũng là quá trình mới hình thành của những làng nghề đúc đồng nổi tiếng như khu chợ Quán là quận 5, ba làng Tân Kiển, Nhân Gian, Bình Yên ở chợ Lớn, Tân Hòa Đông ở quận 6, khu Hoàng Hưng ở quận 10. Sản phẩm đồng là những đồ gia dụng hoặc là đồ dùng trong thờ cúng như là nồi, mâm, chảo, ô trầu, ngũi, chân đèn, lư hương, tượng người, tượng Phật. Một số sản phẩm đồng phải trải qua ba công đoạn chính là làm khuôn, đúc và làm ngũi.
Thợ dùng đất sét và sáp tạo khuôn. Sau đó nung khuôn trong 3 giờ ở nhiệt độ là 800 đến 900 độ C, đồng thời nấu chảy đồng, rồi rót vào khuôn. Sáp tan ra và đồng trám vào chỗ khuôn sáp. Cuối cùng là đục chạm hoa văn và đánh bóng sản phẩm. Ở Sài Gòn bây giờ thì vẫn còn sản xuất đồ đồng là ở Tân Hòa Đông, quận 6, khu Hồ An Hội, Gò Vấp và khu Thuận Kiều, Hóc Môn. Nếu mà tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn mình sẽ hơn tới đây. Nhưng mà qua cái máy này nha, đây là cái máy dệt, dệt vải nè. Này là có thoi dệt à. À, còn anh chàng này anh đang đóng đài, đóng giày à, anh đang làm giày, đây là thợ làm giày, những cái giày mà anh làm nè. Đây có những cái dụng cụ. Đây là những dụng cụ để làm giày. Qua đây thì chúng ta có dụng cụ làm bánh tráng nè. Đây là nồi hấp bánh. Cái này là để đựng bột, để cuốn bánh, cái ống cuốn bánh làm bằng tre, rồi gáo múc bột, cái này là liếc phơi bánh, này cũng làm bằng tre luôn. Thì bây giờ những cái như vậy nè, các bạn có thể bằng xuống những cái vùng miền Tây á, mà coi người ta phơi bánh thì cũng còn giống giống như vậy. Đây là xà bông này. Đây là những cái sản phẩm nổi tiếng một thời của người Sài Gòn. Thì có xà bông Cuba nè. Thì bây giờ các bạn cũng có thể bằng mua được xà bông này bằng cách bằng ra chợ Kim Biên á. Thì nó có cái hãng xà bông Cuba. Nó có cái tập công ty ở đó vẫn còn. Thì hãng xà bông này do ông là ông Trương Văn Bền ông mở. Rồi cô ba này là một cái cô ba hình như là quê tên gì quên mất rồi ta. Đây là cơn phân tích hóa chất của nhà máy rượu Bình Tây năm 1927. Đây là những cái cân. Chỗ này là bình đông rượu của nhà máy rượu Bình Tây năm 1927. Chà, cái bình đông rượu mà bự vậy đó. Rồi. Đây là hiện vật của xí nghiệp đóng tàu Caric. Này có kéo nè. Kéo dùng cắt bê tông nè. Kéo người ta ha. Đây là cái khoan. Rồi đinh đóng tàu. Đinh vít đóng tàu. Là đèn ga sản xuất năm 1950, sử dụng để thắp sáng trong phân xưởng đóng tàu khi mất điện à. Đây là búa đóng đinh tán.
Rồi đây là bình đựng hóa chất. Hóa chất hiện tại bằng bình đình cái bình thủy tinh. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video đi tham quan bảo tàng của em nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Bye bye.